Chào mừng các bạn đến với tiêu điểm tướng Liên minh huyền thoại Taric tấm khiên Valoran. Demacia was my home, but the stars are my destination. Từng là một sĩ quan đầy quyến rũ và vô tư lự của Demacia, Taric đã vĩnh viễn thay đổi sau cái đêm định mệnh mà thuộc hạ bị sát hại trong lúc anh đang ghé thăm ngôi đền gần đó. Bị trục xuất khỏi Demacia, Taric du hành đến núi Targon, hy vọng sẽ chinh phục núi để chuộc lại lỗi lầm. Anh vượt qua hành trình gian nan để đối mặt với thách thức cuối cùng, trận chiến với một thực thể của Targon mang tên Người Bảo Hộ. Trụ vững sau thử thách, Taric được nó trao cho quyền năng và sứ mệnh bảo vệ toàn cõi Valoran. I am no longer the man I once was. Trong trò chơi, Taric là một tướng hỗ trợ đỡ đòn với nhiều kỹ năng mạnh mẽ và linh hoạt. Nội tại của Taric là can đảm. Nó cường hóa hai đòn đánh thường tiếp theo mỗi khi anh ta dùng một kỹ năng. Hai đòn đánh đó nhanh hơn, gây thêm sát thương phép và quan trọng nhất là giảm thời gian hồi chiêu của các kỹ năng khác. Quy của Taric là ánh sáng tinh tú, một chiêu hồi máu diện rộng cho tất cả đồng minh xung quanh. Có hai điểm đặc biệt trong kỹ năng đơn giản này. Đầu tiên, ánh sáng tinh tú nhận điểm tích trữ theo thời gian và sẽ tiêu hao hết để tăng lượng hồi máu. Thứ hai, đòn đánh của can đảm hồi chiêu quy nhiều hơn các kỹ năng khác. Hãy giữ ánh sáng tinh tú lại nếu bạn muốn hồi máu nhiều nhất có thể cho đồng đội. Năng lượng tiêu hao vẫn như cũ, nhưng bạn sẽ xóa bỏ cả tấn sát thương thay vì chỉ một tí ti mà thôi. Chúng ta hãy tạm bỏ qua W của Taric một lát nhé, lý do sẽ rõ như pha lê sớm thôi. Taric không chỉ có một vẻ đẹp choáng ngợp mà còn làm choáng trong trò chơi nhờ chiều E, chói lóa. Sau khi dùng vào hướng chỉ định, Taric có thể di chuyển một chút trước khi phóng ra tinh thể, gây sát thương và làm choáng mọi kẻ địch trúng phải. Dùng chói lóa để làm choáng kẻ địch trước khi tấn công chúng bằng đòn đánh thường, vừa dễ dàng sử dụng nội tại can đảm và giảm hồi chiêu lại vừa gây lượng sát thương không nhỏ. Vẹn cả ba đường. Chiêu cuối của Taric là vũ trụ rạng ngời. Taric bắt đầu tích tụ sức mạnh khi kích hoạt chiêu cuối và sau vài giây cho phép mọi đơn vị đồng minh xung quanh miễn nhiễm sát thương. Giống như chói lóa, Taric có thể tự do di chuyển trong lúc vận sức, nhưng đồng minh sẽ không thể nhận được hiệu ứng nếu họ đi quá xa. Cuối cùng, khi đang tỏa sáng rạng ngời, Taric và bạn bè chỉ miễn nhiễm với sát thương thôi. Những thứ như hồi máu hay khống chế vẫn có tác dụng như thường. Được rồi, giờ thì đến W của Taric, pháo đài kiên cố. Nội tại của kỹ năng này tăng giáp cho Taric, nhưng khi kích hoạt, anh bảo vệ cho một mục tiêu đồng minh và tạo liên kết với họ. Liên kết tạm thời mất đi nếu cả hai phải lìa xa. Đây là phần chính nè. Liên kết được thiết lập thì đồng đội sẽ được kết nối tung ra mọi kỹ năng mà Taric sử dụng. Ánh sáng tinh tú tạo ra hai vùng hồi máu. Chói lóa tạo ra hai vùng làm choáng. Và vũ trụ rạng ngời tạo ra hai vùng miễn nhiễm sát thương. Chúng không cộng dồn với nhau nên bạn sẽ không hồi máu hay gây sát thương gấp đôi. Cái bạn có là gấp đôi vùng tác dụng. Pháo đài kiên cố có nhiều công dụng khác nhau một khi bạn đã mở khóa mọi kỹ năng. Chẳng hạn hãy thử liên kết với một đồng minh để giúp tổ đội băng trụ trở nên bất tử. Đối thủ của bạn sẽ thương bạn lắm luôn. Đùa thôi, họ ghét bạn bằng xương tủy. Nhìn chung bạn sẽ muốn xông vào khi chơi Taric, một phần là để chói lóa đối thủ, một phần là để kích hoạt can đảm và hồi lại kỹ năng. Dù Tristana bị đối phương bắt, Taric dùng pháo đài kiên cố lấy lá chắn, sau đó là ánh sáng tinh tú để hồi máu giúp cô ta sống sót. Vì Taric đang giao tranh với ba, Can đảm cho phép anh dùng lại ánh sáng tinh tú cũng như chói lóa thêm lần nữa để đảm bảo Ezreal sẽ phải về nhà bằng đường hàng không. Taric chỉ mạnh trong từng khung thời điểm rõ ràng thôi, nên bạn phải tranh thủ thời cơ. Giao tranh khi bạn còn mạnh và lui ra khi kỹ năng đang hồi là rất quan trọng. Ở đây đối thủ đường giữa chơi rất tốt khi lùi lại để tránh chiêu cuối của Taric, rồi tiếp tục xông vào khi vũ trụ rạng ngời nhạt dần. Nhưng chưa xong đâu, Taric chói lóa Azir, cho Lucian cơ hội lướt tới và ăn mạng dễ dàng trước khi hạ gục Trundle. Sau đó thì chạy thôi. Tập trung chú ý vào cách Taric dùng chói lóa nhé. Hắn sẽ nhắm ngay bên cạnh Lucian, che chắn mọi hướng Sen có thể tiếp cận. Khi Taric không bận rộn gì ở đường dưới, anh có thể gánh các đồng đội khác nữa, nên nhớ đảo đường nhiều khi vào giai đoạn giữa trận. Đòn phối hợp giữa pháo đài kiên cố vào Trundle và chói lóa khiến Echo và Karma bị choáng ngợp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, giúp Trundle có thể kết thúc chúng. Xác định cơ hội để tìm bạn chơi pháo đài mới là thứ phân biệt người chơi Taric trình độ cao và phần còn lại. Ở đây, anh thấy Pantheon đuổi theo Sona và chuyển W từ Lux sang để đảm bảo một pha chói lóa chính xác và cả một điểm hạ gục nữa. Có lẽ bạn sẽ luôn dành kỹ năng bảo hộ cho xạ thủ. Điều đó không sao cả. Chỉ nhớ rằng bằng việc thay đổi mục tiêu của pháo đài kiên cố sẽ giúp cứu một đồng đội đang gặp nguy hiểm hoặc tiêu diệt một kẻ địch cảm thấy an toàn. Khả năng ăn theo đồng đội lao vào là một trong những điểm mạnh nhất của Taric, nhưng bạn phải làm thật đúng cơ. Ở đây Taric dùng vũ trụ rạng ngời, hy vọng giữ mạng cho Vi sau khi cô lao vào. Nhưng đội đối phương làm quá tốt khi hạ gục cô ta trước khi hiệu ứng bất tử có tác dụng. Bởi giao tranh khởi đầu tệ hại như thế, kẻ địch tiếp tục tiện các đồng đội của Taric lên bảng điểm số. Nói về sai lầm thế đủ rồi, hãy bàn về những phút giây tỏa sáng của Taric đi. Khi bị Brom băng địa chấn trúng, Taric phản ứng bằng cách dùng vũ trụ rạng ngời. Nhờ miễn nhiễm sát thương, đồng đội của anh đã sống sót qua cuộc chiến đấu 3-5 và kéo dài thời gian để tiếp viện đến đập tan kẻ địch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Ti Điểm Tướng Taric. Hãy xem thử mấy viên đá quý này nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tấm khiên Valoran.